Hôm nay chúng ta sẽ mở bát tiếp về cái phần là mạng. Còn nhớ mạng không? Mạng. Mờ an mang hỏi mạng. Mạng khác với máng nhá. Mạng. Yeah. Chúng ta đến với khái niệm là mạng. Như hôm trước chúng ta học thì nó là một kiểu dữ liệu nữa. Một trong những kiểu dữ liệu của JavaScript đúng không? Thì các bạn lưu ý cái mạng được dùng rất là nhiều. Dùng cả ở trong JavaScript này, trong PHP này, trong Java này, C Sharp đều có mạng hết. Được chưa? Thì đấy là một trong những cái loại một loại dữ liệu phổ biến của chúng ta. Thì cái mạng ấy, chúng ta có hiểu như thế này. Đâu kìa, tôi kiếm cái mạng trong lớp thì có cái mạng. Không có rồi. Nghèo không mạng đâu. Đâu? Tôi xem tôi có mạng không. Tôi kiếm cái gì lấy ví dụ chúng ta dễ hiểu. Không có nhé. Đó rồi. Ví dụ như cái này thôi thì đành. Đây. Ví dụ như quyển sổ thì của tôi có thể gọi là một cái mạng. Các bạn thấy những cái ở trong quyển sổ này nó có các cái tờ giấy đúng không? Các tờ giấy thì chứa được chữ viết đúng không? Thì tờ giấy thì tôi có thể gọi nó là một cái phần tử nằm trong mạng này. Và mỗi phần tử này của tôi có thể đánh số trang được đúng không? Các bạn thấy hay những quyển sách nó hay có kiểu là số trang đúng không? Bắt đầu từ số mấy? Từ trang số mấy? Bố láo. Trang trong sách thì là sẽ là bắt đầu từ trang số 1. Còn khi mà chúng ta gọi phần tử thì chúng ta sẽ gọi là phần tử số 0 và index số 0. Thì các bạn lưu ý này, cái mạng ấy nó giống như một cái đường ống. Nó giống như một cái đường ống. Các phần tử của chúng ta là những cái ô tròn nằm trong cái đường ống này. Và các cái ô tròn này của chúng ta nó có thể chứa được dữ liệu. Chứa được dữ liệu. Và chúng ta có thể xác định những cái ô này bằng cái số thứ tự, nhớ nhá, số thứ tự chứ không phải là số đếm đâu. Số thứ tự thì thường được bắt đầu bằng số 0. Phần tử này người ta gọi là phần tử thứ 0 nằm trong mạng. Tất nhiên mạng nó đã là mạng thì chúng ta sẽ có là var arr bằng một cái mạng quy định như thế này. Thì đây gọi là khởi tạo ra một cái biến tên là arr thuộc dạng mạng. Và cái biến này và trong cái mạng, người ta gọi là mạng arr này có phần tử không? Không. Có gì? Làm gì có cái gì? Ta có cái gì đâu? Chưa có cái gì. Đây là mạng này gọi là mạng rộng. Mạng không có phần tử nào nằm trong. Tương đương với cái ống của tôi chưa nhét cái gì vào đây cả. Tôi chưa có cái gì ở trong này. Đây là cái ống rộng. Được chưa? Sau đó, nếu mà cái mạng của tôi, nếu mà tôi khai báo ra, tôi cũng có thể là setup cho nó những cái giá trị cơ bản ban đầu cho những cái mạng này dựa vào các cái phần tử nằm trong mạng. Ví dụ phần tử số 0 của tôi mang cái giá trị là một cái con chó. Ví dụ vậy. Biến mà. Biến chứa cái gì chả được. Con chó này là cái gì? Chó nước. Đấy. Đây là text còn gì nhìn chữ đấy. Đúng không? Đó là text. Được chưa? Thì chúng ta có thể là viết cái chữ con chó này vào đây. Được chưa? Đây là phần tử đầu tiên thuộc về cái mạng arr. Ở trong này chúng ta khởi tạo nó ra thì nó có sẵn trong này luôn. Tiếp theo, nếu mà tôi muốn cái mạng này có nhiều phần tử thì tôi sẽ là một này, phần tử này là số này thôi rồi, không bị lừa phải phải như này thì phải là nó là chữ. Tiếp theo, phần tử của tôi chúng ta còn có những kiểu gì? Chúng ta mới có hai cái này là text này, chuỗi này. Đây là cái gì? Số number này, còn gì kiểu gì nữa? Hình ảnh. Nhét cái giày vào mồm cái hình ảnh nào. Mình nhìn thấy cái kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu hình ảnh đâu. Hình ảnh nào? Tiếp. Kiểu gì? Bọn này quên hết rồi. Có 7 kiểu dữ liệu thôi mà. Nun đúng. Nun cũng được nhét vào đây được. Nun nhét được. Gì nữa? Hả? Ăn vai à? Cái này cũng được, nhưng mà chúng ta khai báo kiểu đấy rất đặc biệt, cho nên là không nhét được vào đây. Gì nữa?
Bulin. Đọc Google Translate và xem nó đọc đúng đúng y hệt vậy. Bull hay còn gọi là bull thì chúng ta sẽ có là chu hoặc là phones đúng không? Chu hoặc là phones. Gì nữa? Đây mới có 1, 2, 3, 4 này. Gì nữa? Kiểu thứ năm là kiểu mạng đúng không? Thì chúng ta nhét mạng trong mạng vào đấy. Thấy chưa? Chúng nó chứa trong nhau là chuyện bình thường. Đây là cách chúng ta tạo ra một cái mạng mới tinh tỉnh, chưa có cái vẹo gì. Và nó chỉ và cách chúng ta nhét thêm phần tử vào cho nó. Ví dụ tôi sẽ có ví dụ. Và đây là lớp này là lớp K31B2 chẳng hạn. Thì mảng của tôi tên là K31B2. Thì mảng này nó sẽ có thể chứa các phần tử. Các bạn viết liền như tôi ở trên kia cũng được, mà viết xuống dòng như này cũng được nhá, không ai cấm cả. Thì mảng này có nhét con Vân Anh vào đây. Vân Anh. Được chưa? Vân Anh này sẽ ở chung với này tên là gì? Minh à? Minh. Minh. Đấy. Xong rồi có thể là nhét một con số vào đây chẳng hạn, ví dụ số bàn, số ghế ở trong lớp này là khoảng 20 thì chúng ta viết số 20 vào đây. Đúng không? Phòng này có một cái bình nhưng mà không có cốc thì số cốc của chúng ta là null. Đúng không? Phòng này có ai xấu trai không thì đáp án là false. Đấy chẳng hạn. Rồi, phòng này có những cái có chứa tổ hợp những cái máy tính. Thì đây là máy, ví dụ như máy là HP, Dell, Mac, ví dụ thế, tranh thủ khoe. Đúng không? Nó có thể chứa được bất kỳ loại dữ liệu nào nằm trong. Chúng ta còn thiếu một loại nữa cơ. Thì cái loại đấy nó là loại object. Cái object ở trong JavaScript chúng ta viết như này. Đấy. Nhưng mà thôi từ từ đã, cứ thông thả. Chưa việc gì phải vội. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta console log có xem nó ra cái gì. Console log cái K31B2. Ôi chết, mình đang bị nhầm lẫn giữa code PHP với code JavaScript. Rồi, console log K31B2 chạy thôi. Rồi, bật inspect lên. Console, đấy, nhìn thấy không? Console cái biến thì nó ra cái kiểu dữ liệu và số phần tử. Thì chúng ta có array kiểu dữ liệu của cái biến K31B2 thì nó là kiểu dữ liệu là mạng, array là mạng. Sau đó các bạn nhìn này, đây có nhìn thấy cái số này không? Kinh quá nhở, dọa nhau. Đây dấu phẩy, tôi viết sai chính tả đấy, sai cú pháp đây, dấu phẩy này. Đây, như này mới đúng. Được chưa? Các bạn nhìn ở trong này có mấy phần tử? Cái này hay này, trong này có mấy phần tử? Mấy? Bao nhiêu người bảo 5? 6. Bọn này lật lọc nhanh thế. Tại sao lại là 6? Cả 0 thì là 6. Là sao ta? Kiểu gì? Tóm lại là có bao nhiêu phần tử? 6. Tại sao lại là 6? Nó hiển thị 5 mà. Thế số 0 gọi là cái gì? Đúng rồi. Ở trong này chúng ta có số phần tử là 6. Kiểm tra số phần tử trong mảng bằng cách là K31B2.len. Len là độ dài đúng không? Chấm ra thì nó sẽ là 6. Đấy là chấm len. Nó sẽ ra số phần tử nằm trong mảng là 6 phần tử. Sau đó chúng ta sẽ có các phần tử ở vị trí số. Được chưa? Các phần tử ở vị trí số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì chúng ta có thể lấy được các phần tử đấy ra bằng cách là K31B2 ở vị trí thì nhớ là đóng mở ngoặc như thế này. Cái gì vậy? Đây ở vị trí thì đóng mở ngoặc như này nhá.
Giờ chúng ta lấy ra theo số, ví dụ tôi lấy ra cái chữ phone kia, tôi lấy số mấy? Tôi lại muốn lấy cái chữ phone này, số 4 đúng không? Thì viết số 4 vào đây, đúng chưa? Rồi bây giờ tôi muốn đổi chữ phone này thành chữ chu, thì giờ làm nào? Vẫn là K31B2 ở vị trí số 4, gán lại giá trị cho bằng chu. Xong, và bây giờ chúng ta console log lại cái K31B2 này. Thấy chu chưa? Nãy giờ là làm khá là nhiều việc rồi đấy. Thứ nhất là show toàn bộ cái mảng ra thì là console log rồi này, để biết nó thuộc dạng mảng. Sau có tiếp theo là lấy một phần tử ra trong mảng, lấy ra để hiển thị hoặc lấy ra để cộng trừ nhân chia thôi. Thì chúng ta tên biến đóng mở ngoặc vuông cái số index, được chưa? Số index của phần tử đấy trong mảng, lấy ra ngoài, được chưa? Để lấy ra để hiển thị thôi. Sau đó nếu chúng ta muốn gán lại giá trị cho cái phần tử đó thì chúng ta thêm một cái dấu bằng nữa và set giá trị khác cho nó, thế là xong. Làm đi rồi sẽ quen. Được chưa? Xong chưa? Thế bây giờ tương tự như vậy, tôi muốn lấy cái chữ đeo rồi ra làm nào. Nào, thử tưởng tôi đang thử và xem là cái lấy chữ đeo ra như nào. Nào lấy cho tôi cái chữ đeo ra. Thứ nhất đây là phần tử thứ mấy ở trong mảng K31B2? Mấy? Đứa 6, đứa 5 là như nào? Tát cho vỡ mồm. Có nhìn thấy cái số ở bên cạnh kia không? Phần tử thứ. Ừ. Thứ nó là của index. Cô vẫn đang ngu. Đây nhá, cô bảo phần tử số 6 đúng không? Ở đây K31B2 phần tử số 6. Có nhìn thấy cái chữ undefined không? Nó là phần tử thứ 5. Rồi cái chữ H, cái chữ đeo kia nó lại nằm ở vị trí thứ mấy? Tại thứ 2. Số 1. Đọc đếm lại cho tôi, học đếm lại cho tôi xem nào. Đây là mấy? 0, 1, 2. Chả lắm. Phần tử K31B2 phần tử thứ 5, nó trả ra một cái mảng. Trong này tôi muốn lấy ra phần tử số Thứ hai phần tử có index là thứ nhất và thứ. Phần tử index là 1 ở trong cái mảng con này. Thì tôi lại đóng mở ngoặc 1. Đúng là chữ đeo chưa? Đây là mảng trong mảng, thì chúng ta sẽ truy cập các phần tử con ở trong mảng con nó như thế này. Không biết. Nó lù lù thế này rồi mang kính đeo vào. Ông đưa cho nó mượn cái kính nó đeo vào. Ngồi tận bàn 1 rồi nó không nhìn thấy cái gì. Mù thì nó cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ. Được chưa? Rõ chưa? Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái kiểu dữ liệu ở trong mảng của chúng ta. Chúng ta sau này sẽ có rất là nhiều những cái hàm để tương tác với các cái phần tử này. Để tương tác với các phần tử trong mảng của nó nhiều thứ lắm, nhiều hàm có sẵn lắm. Sau này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta. Cứ hiểu cho tôi cái mảng là kiểu như này là được. Xong chưa? Rồi mới ra ngoài đi rồi nói phần quan trọng.
Được chưa nhỉ? Tiếp theo này, bây giờ đến phần 2. Cái mảng này thực ra là giới thiệu cho chúng ta để tôi bắt đầu một cái kiến thức mới rồi. Chứ còn nếu mà không có cái kiến thức mới này thì chúng ta có để mảng đây cũng chẳng làm được cái việc gì cả. Ví dụ như sau. Bây giờ các bạn đã biết cách là lấy các phần tử nằm trong mảng ra dựa vào cái số index rồi đúng không? Thế nếu tôi có cái này, vẫn là cái mảng đấy nhá, vẫn là cái mảng cái kia. Và y bằng 2 K31B2 ở phần tử thứ y ra cái gì? Output ra cái gì? Xem là gì? Đoán đi. Hả? Ra cái gì? Bây giờ ra cái gì? Hiển thị cái gì? Ai nào? Ai đâu? Đây là số 2 đúng không? Rồi. K31B2 mở ngoặc vuông số 2 với ra cái gì? Đây đây. Số 20 đấy. Làm ơn biết đọc đi, đọc số cho tôi. Mệt thủ công có vào á. Đây nhá. Và y bằng 2. Được chưa? Rồi, K31B2 ở vị trí thứ y ra cái gì? Có phải là 20 không? Được chưa? Y đây là cái gì? Không có cái gì nhé. Y đây là van, y đó là biến. Lại là nhảm rồi. Y đó là cái gì? Chữ. Rồi chữ. Mày sang bên kia. Mày hát đi. Mệt. Không, bên này nó đang hát. Y nó là với, y là van, y nó là biến. Có hiểu không? Rồi, biến bây giờ van nó chỉ là 2 đúng không? Rồi bây giờ mình lấy K31B2 y vào đây, vị trí y tương đương với, bây giờ y đang mang giá trị 2 khác, không khác thì tôi biết số 2 vào đây đúng không? Rồi, ok, vẫn là y. Thì đây nó bằng 20 đúng không? Rồi, tiếp theo y bằng 5. Bây giờ K31B2 vẫn là y. Thì bây giờ nó out ra cái gì? Nó ra một cái bảng. AP video cái gì? Nó là mảng, làm sao mà hiển thị dạng text được? Chỉ có chữ với số với lại boolean thì mới ra chữ, ra hiển thị text được thôi. Còn mảng thì nó không ra gì đâu. Đây, nó là ra cái mảng con đằng trong đúng không? Nhưng mà chúng ta xem này, cú pháp hiển thị số phần tử khác nhau nhưng mà cú pháp để lấy ra nó ra vẫn là đóng một ngoặc y đúng không? Thế nếu bây giờ tôi có một cái bài toán, đó là nếu mà tôi muốn hiển thị tất cả các phần tử nằm trong mảng này, ví dụ như bình thường cái mảng của chúng ta dài bao nhiêu thì chúng ta phải hiển thị bằng đấy chứ, dòng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không, thay cho vị trí y này. Nên tôi không muốn làm cái việc đấy bởi vì cái mảng của tôi cũng không biết trước được là có bao nhiêu phần tử nằm trong mảng, đúng không? Thì tôi phải có một cách nào đấy để tôi luôn luôn, kể cả mảng của tôi ngắn hay dài, chỉ tôi chỉnh chạy một đoạn nào vậy thôi, thì nó cũng có thể hiển thị được ra toàn bộ nội dung nằm trong mảng. Thì để làm những cái việc đấy chúng ta phải đến cái khái niệm là về vòng lặp. Vòng lặp. Và vòng lặp là cái gì? Vòng là gì? Vòng là vòng. Lặp là gì? Lặp là lặp đi lặp lại. Đúng rồi, một vòng tròn sẽ được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nó giống như một quy trình sản xuất cái gì đấy chẳng hạn. Đúng không? Đây là điểm bắt đầu. Sau đó nó cứ chạy cái vòng này, có thể là mãi mãi hoặc có thể dừng cái vòng tròn này tại một thời điểm nào đấy biết trước, đúng không? Thì cái vòng lặp nó chỉ đơn giản nói đến cái việc là chúng ta lặp đi lặp lại một công việc nào đấy nhiều lần, còn bao nhiêu lần không biết. Ví dụ như thế này, tôi có một cái biến là biến nếm. Để các bạn coi nhé.
tôi có một cái biến gọi là cái biến đếm. Tạm thời comment cái mảng này vào nhé. Tôi có một cái biến là biến đếm va cao bằng 0 đi. Bây giờ tôi muốn setup một cái vòng lặp chạy 100 lần và hiển thị 100 số bắt đầu từ số 0 ra ngoài cho đến bao giờ nó gặp số 100 thì thôi, vâng. Thì tôi làm nào? Y cao nhỏ hơn hoặc bằng 100. Thấy giống câu điều kiện không? À ờ nhỉ. Đấy. Nhỏ hơn hoặc bằng 100. Thì đây là lại giống câu điều kiện này. Nếu cái biến cao của chúng ta có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì chúng ta tiến hành console.log ra đây. Biến cao sau đó là cao cộng cộng. Như thế này thì sao? Xong chưa? Cái này có thể dịch như sau. Nếu đầu tiên nếu với điều kiện cái giá trị của cái cao này còn nhỏ hơn 100 thì sẽ chạy những cái câu lệnh này. Được chưa? Chạy xong nó sẽ lặp lại cái điều kiện ở trên cho đến bao giờ cái cao này nó lớn hơn 100 thì thôi. Giờ chúng ta chạy nhá. Thấy không? Bắt đầu từ 0 cho đến đúng 100. Được chưa? Nếu cái điều kiện này của tôi không còn thỏa mãn nữa thì dừng lại và chạy những câu lệnh ở phía dưới nếu có, còn không có thì sẽ dừng hẳn luôn. Được chưa? Đây, cao bằng 0, cao nhỏ hơn 100. Nếu điều kiện cái biến cao này, giá trị của biến cao này vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì hiển thị giá trị của cao ra ngoài, sau đó cộng thêm một giá trị cho cái biến cao này lên. Được chưa? Nếu mà bây giờ tôi đem cái này ra tôi áp dụng cho cái mảng kia của chúng ta, tôi sẽ uncomment cho cái mảng. Tôi muốn đây bây giờ bài toán của tôi chỉ đơn giản muốn là hiển thị tất cả phần tử nằm trong mảng này. Thì tôi có cách nào? Cao bằng 0 này. Nếu cao nhỏ hơn AK31 B2.le thì console log ra cái K31B2 ở phần tử thứ cao, sau đó cao cộng cộng rồi hiển thị ra ngoài. Được chưa? Chúng ta coi nhé. Mười to rồi. Đúng chưa? Đúng các phần tử của mảng chưa? Các bạn nghĩ thử vào xem đúng không? Nếu cao nhỏ hơn độ dài của mảng K31B2 thì thực hiện console log ra K31B2 ở phần tử thứ cao, sau đó cao cộng cộng lên. Cái này các bạn phải đọc hiểu. Chúng tôi chỉ được giải, tôi chỉ có thể giải thích được đến thế thôi. Khỏi quá.
Phan chạy thử xem có đúng không. Liên quan gì? Nghĩ đi xem nào, nghĩ đã. Cần gì nó phải thông báo. Cao thực ra nó chỉ là một cái biến đại diện cho một con số. Đúng không? Vòng lập đầu tiên cao bằng mang nó chỉ bằng mấy? Không, thì con số log ra K31P2 đóng ở hoặc vuông không. Thì nó ra số mấy? Nó ra cái gì? Có phải ra chữ Vân Anh không? Đó. Sau đó cao cộng cộng, sau cái cao cộng cộng thì cao mang giá trị là 1. 1 có thỏa mãn cái điều kiện là cao nhỏ hơn 6 không? Có. Thì bây giờ tiếp theo đến con số log ra K31B2 đóng ở hoặc vuông số 1. Đúng không? Từ 0 đến 5. Bởi vì bằng nó có thỏa mãn điều kiện bằng đâu. Nghĩ đi xem có hiểu đúng không ạ? Được chưa? Thế nếu bây giờ các bạn vẫn giữ nguyên cho tôi cái này, tôi mong muốn các bạn lọc cho tôi những cái phần tử nó là số, có lọc được không? Bài toán thực tế đấy, là cho một cái mảng, có nghĩa là các bạn nhập linh tinh các số vào bằng prompt đúng không? Sau đó bây giờ tôi yêu cầu các bạn là lọc lại những cái số mà các bạn vừa nhập, chứ không chấp nhận những cái chữ linh tinh vào đấy. Ví dụ trong mảng của tôi hiện tại là đang có, tôi viết nhá, đây cái mảng của tôi sẽ bao gồm là 1 này, 5 này, 105 này, 104 này, và suynh rỗng nha. Tôi yêu cầu các bạn lọc lại cho tôi những con số ở trong mảng này, có lọc được không? Đọc kiểu gì? Đúng rồi, đây lọc từ đầu đến cuối đây. Nếu nó là số, tức là if đúng không? If. Nếu là số thì bằng cái câu lệnh gì? Đúng rồi. Chấm than is nan của cái K31 đề mật cao. Thì sao? Đúng rồi. Thì con console.log ra cái K31B1 cao. Còn lại cao vẫn cộng cộng. Chứ đừng dừng vòng lặp lại nha. Được chưa? Nó vẫn cứ chạy hết. Nó chỉ đơn giản là hiển thị ra những con số nằm trong mảng này thôi. Đúng chưa? Ủa, không phải rồi. À đây, đây. Is none. Cái này nó không ép được những con null. Cái này không ép được số null và false. Thì chúng ta sẽ phải và K31
B2 ở vị trí số cao khác tuyệt đối, chúng ta phải khác tuyệt đối với false và khác tuyệt đối với null nữa cơ. Và khác tuyệt đối với null nữa cơ thì mới được. Chứ còn nếu không là nó sẽ vẫn bị nhầm đấy. Bây giờ các bạn xem. À, còn thiếu khác tuyệt đối với string rỗng nữa. Đúng chưa? Nó lặp lại còn toàn số là số. Thì đây là câu điều kiện chạy trong vòng lặp. Và chúng ta thường xuyên phải làm cái việc này. Bao giờ cũng vậy, vòng lặp sẽ đi cùng với câu điều kiện. Rất thường xuyên xảy ra. Đây là một cách dùng nữa của câu điều kiện khi đi kèm với vòng lặp. Vòng lặp nó chỉ mang đơn giản, mang tính chất, mang ý nghĩa là chạy qua tất cả các phần tử nằm trong mạng. Hoặc là lặp đi lặp lại một công việc mới 100 lần. Vậy thôi. Bây giờ bài toán sẽ như sau. Bài toán như sau nhé. Các bạn tìm ra tất cả các số chia hết cho 3. Chia hết cho 3 trong phạm vi từ số 1 từ số 333 đến 5000. Tìm ra tất cả các số chia hết cho 3 trong phạm vi này. Có làm không? Làm đi, làm được làm đi. Tìm tất cả các số chia hết cho 3 trong phạm vi kia. Cô rảnh à? Tại sao phải khổ thế? Ô, làm sao để chạy một cực kỳ dễ. Giờ nghĩ đến tạo mảng bằng kia số bao giờ không? Và cao bằng và y đi cho nó ngắn nhé, và y bằng 333, y y nhỏ hơn hoặc bằng 5000 thì trước hết là cứ phải viết cái cao cái y cộng cộng đã phía dưới đã để đảm bảo vòng lặp của nó luôn luôn chạy kết thúc ở cái 5000. Bây giờ sao nữa thì làm đi, tôi con số log y ở đây nhé. Có phải là từ 333 đến 5000 không? Ui, nhiều thế. Chia cho 3 thì nó sẽ ít hơn đi. Đây từ 333 này. Cô thấy cô có tạo mảng.
thì chạy luôn thì sao? Biết nghĩ đi chứ, trời ơi. Đây đến 5.000 nó dừng này. Nhá. Thì tìm cách mở rộng nó ra. Chúng thầy giảng thầy hết rồi. Thank you.
đúng chưa? Dễ đúng không? Giờ làm nào? If if gì? Y chia 3 bằng 0 thì con số log và y có thế thôi, sau đó y cộng cộng kịp nhạt nhẽo. Ủa, nhiều thế đó, xong nhỉ? Dùng vòng lặp có dễ không? Không à? Có gì khó vậy? Tôi đã nói rồi, cứ lặp đi lặp lại một công việc thôi mà, và chúng ta nên thử tưởng tượng ra nó lặp cái gì trong vòng khoảng 1, 2, 3 vòng đầu thì chúng ta sẽ đoán được những cái vòng sau nó như thế nào, làm dần để cho nó quen. Thế giờ đây là cái loại vòng lặp đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có 4 loại vòng lặp chứ không chỉ có một loại đâu. Nếu mà với vòng lặp thì chúng ta sẽ chia ra làm hai loại chính. Nhớ nhé, vòng lặp chúng ta có hai loại chính, gồm những loại sau. Loại vòng lặp đầu tiên là loại vòng lặp không biết trước số lần lặp. Hay còn gọi này là lặp điều kiện. Lặp điều kiện. Loại vòng lặp thứ hai đó là loại vòng lặp biết trước số lần lặp. Được chưa? Thì cái vòng vừa rồi của chúng ta của while, vòng lặp while điều kiện, sau đó đóng một vòng nhỏ. Thì cái câu này chúng ta dịch là khi, while là khi mà thời điểm, khi điều kiện còn được thỏa mãn thì những cái câu lệnh nằm trong vòng lặp này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi mà cái điều kiện này không còn được thỏa mãn nữa thì thôi. Được chưa? Thì đấy là cái đầu tiên. Vòng lặp thứ hai là vòng lặp do while điều kiện. Thực hiện một vòng lặp, thực hiện một đoạn lệnh ở trong này, sau đó kiểm tra nếu điều kiện còn thỏa mãn thì lại lặp lại, nếu còn không thỏa mãn thì qua ao ra chạy những dòng dưới. Hai cái này đều thuộc dạng là vòng lặp không biết trước số lần lặp, và có, nếu các bạn không cốt phần này tốt, có cả máy máy ở các bạn sẽ chạy cho đến bao giờ hết RAM thôi, bất cần máy chạy cho đến lúc nào khởi động lại thôi, treo máy treo trục dần thôi. Đấy là sự tập bình thường. Đây là chỉ liên quan đến bước trình duyệt thôi đấy. Các bạn mà cốt ở phía back end nhưng mà treo ấy thì khởi động lại cả server. Đấy là chuyện bình thường. Cho nên là làm cái phần vòng lặp biết trước số lần lặp mà không biết trước số lần lặp thì nó khá là nguy hiểm. Nhưng mà vẫn cứ phải làm thôi. Chẳng lẽ nó nguy hiểm thì cũng làm. Đúng không? Máy cây không khỏe bằng con máy của tôi. Nói thật đấy. Vẫn chết bình thường. Đấy nhỉ, đây là hai loại vòng lặp, hai loại này nó khác nhau. Đến khác đó chúng nó vẫn check điều kiện này. Đúng không, các bạn biết nó khác nhau ở đâu? Một cái là con điều kiện thì làm lệnh ở trong, một cái là không thỏa mãn điều kiện nữa thì nó ao ngoài. Rồi. Cái nào chỉ kiểm tra điều kiện, nếu không thỏa mãn điều kiện nó không chạy những câu lệnh này và nó ao ra ngoài luôn. Còn cái này là nó cũng không thỏa mãn thì nó cũng ao ra mà. Vậy hai thằng này khác nhau ở đâu, tại sao người ta phải chia như này? Các bạn để ý này, cái câu này điều kiện kiểm tra trước hay sau vòng lặp? Trước. Còn cái này sau. Thì là với cái loại vòng lặp này, nếu mà khi mà mới bắt đầu vào vòng lặp mà không thỏa mãn điều kiện thì nó không chạy mất bất kỳ một vòng nào luôn, đúng không? Còn với cái do while thì nó cứ chạy một vòng cả, nó chạy một vòng đã, sau đó nó mới kiểm tra điều kiện, nếu mà thỏa mãn thì lại chạy tiếp. Thì cái này gọi là kiểm tra điều kiện sau khi chạy một vòng. Thì hai cái này là điều hai cái khác nhau. Cái này có thể không chạy một vòng nào cả, có thể không một vòng mà được chạy, nhưng mà cái này thì chắc chắn luôn luôn có một vòng được chạy, sau đó mới kiểm tra điều kiện. Thì nếu không thỏa mãn thì phải ao ra ngoài. Đây là hai loại vòng khác nhau của chúng ta phân biệt được. Thấy chưa? Còn cách viết thì nó giống như tôi viết ở bên này thôi, khác cái là cái while, cái do while này thì chỗ này là viết do, đóng một vòng nhỏ, ở dưới này viết while ra, thế thôi. Tiếp theo loại vòng lặp nữa là loại vòng lặp biết trước số lần lặp. Thì chúng ta có vòng lặp có câu lệnh là for, thường thường là va y, đây là va biến đấy nhá, biến các bạn đây là gì thường
và y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn x. X là một con số, được chưa? Và y nó sẽ cộng cộng rồi xuống dưới mở ngoặc. Chạy block code ở đây. Thì cái vòng này, cái này chúng ta dịch ra như thế nào? Đầu tiên khi mà chạy code chạy xuống trình duyệt đọc đến cái vòng for này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến y mang giá trị bằng 0. Trong trường hợp y nhỏ hơn một cái con số nào khác, số này thường thường là số chúng ta đã biết trước, được chưa? Thì y, nếu mà y còn nhỏ hơn cái con số này thì y, thì cái vòng lặp này sẽ được thực thi. Thì code nằm trong vòng lặp sẽ được thực thi. Sau đó y cộng cộng một giá trị và lại vòng lại. Ở đây đến lúc này là y là vòng thứ hai thì y mang giá trị là 1. 1 nếu còn nhỏ hơn số x thì lại chạy tiếp và y cộng cộng lên đến lúc đấy là bằng 2. Được chưa? Thì đấy là cái vòng lặp, loại vòng lặp biết trước số lần lặp, và đây cũng gọi là vòng lặp for tiến. Đây bởi vì nó bắt đầu chữ for, vòng lặp for tiến. Tiến bởi vì nó có cái dấu cộng cộng ở đuôi. À? Cái gì? Chẳng liên quan đến IL. IL ở đâu? Đây có cái đoạn này, không nghĩ đây là IL thôi. Cũng có thể có là như thế. Rồi, vào lại vòng lệnh, vòng lặp for tiếp theo. Đó là và y, và y bằng một số z. Và y bằng số z là thường rất là to. Sau đó, trong điều kiện y còn lớn hơn hoặc bằng 0 thì vòng lặp này sẽ được chạy. Sau đó là y trừ trừ. Đây là vòng for lùi. For lùi. Lùi bởi vì nó có y trừ trừ kìa. Thì tôi gọi là for lùi. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử cái loại vòng lệnh for nhé. Với cái mảng này, bây giờ vẫn yêu cầu là tìm những số, tìm ra những cái số thì hiển thị ra ngoài. Chúng ta sẽ có là for đóng mở ngoặc này, và y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn arr k31b2 chấm len. Sau đó tiến hành là y cộng cộng đóng mở ngoặc. Thì đến lúc này chúng ta sẽ kiểm tra là y is nan như này. Không nào có mõ đấy. K31b2 ở vị trí thứ y is nan. Được chưa? K31B2 ở vị trí thứ y. Cái này các bạn phải đọc được. Phải đọc được, cứ đọc dần đi cho nó quen.
Đúng. Chạy xem có đúng không? Đây kết quả của chúng ta 1 5 1 0 4 20. Câu lệnh này nó ngắn gọn hơn so với Y đúng không? Y chúng ta còn phải nhớ là phải cộng cộng thêm cái Y lên. Ở đây chúng ta nó sẽ tự động cộng, chúng ta không phải làm thêm cái gì cả, bởi vì chúng ta biết ở trên này rồi, để cộng cộng đây rồi. Bây giờ vẫn với vòng cái vòng lặp này, các bạn dùng vòng for này cũng được. Chúng ta tiến hành lấy cho tôi những cái số lẻ giảm hơn gì, lấy cho tôi những cái số lẻ ra ngoài, hiển thị cho tôi chỉ những cái số lẻ thôi. Không, cái vòng lặp cái bảng này lấy ra toàn bộ số lẻ nằm trong bảng. Lọc ra những cái số lẻ. Được rồi. Thank you.
Không nhớ lâu thế. Thích viết kiểu gì thì viết. Số lẻ thì quá dễ, thêm một dòng là xong. Thêm đúng một dòng. Thêm cái gì? Không biết cái gì. Đây. Và K32 và K31B1, K31B2 đóng mở ngoặc y phần trăm cho 2 bằng 1 thì lốc ra. Trả thêm một dòng là gì? Đúng chưa? Xong chưa? Xong chưa?
Đây, giới thiệu cho chúng ta một hàm nữa nhé. Chúng ta có cái câu lệnh để sinh ra một số random. Matplotlib, chúng ta có var x bằng matplotlib random 10. Đây là từ một số từ 0 đến 10. Tôi để là số 1000 đi. Console.log ra x. Đúng không? Random. Cô chưa cần hiểu, cô chỉ cần biết cái đoạn này nó sẽ sinh ra một cái số random nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1000. Số nguyên, linh tinh. Nhỏ nhất bằng 0, lớn nhất bằng 1000. Bất kỳ. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ nhá, đây sẽ là bài tập về nhà để Vân Anh ghi vào. Tìm cho tôi 100 số chia hết cho cả 3 và 4. Và các số đấy đều là random. Cho đến bao giờ đủ 100 số thì thôi. Đây là sinh ra random này. Tìm cho tôi 100 số có thể chia hết cho 3 và 4. Đủ 100 số chia hết cho 3 và 4 hiển thị ra thì thôi. Thì dừng vòng lặp lại. Cái này là từ 1 từ 0 cho đến từ 1 cho đến 1000. X chia cho 3 và x chia cho 4 dư bằng 0. Thế thôi là xong, có gì đâu. Tăng gì? Nó không thích. Đang đừng có thể lặp lại mà. Ai cấm đâu. Miễn làm sao